chào quý anh chị các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái tiếp tục quay lại cái chủ đề là bung xả bên cấu tạo bên trong của những cái máy móc thiết bị cầm tay trong gia đình quen thuộc với những cái mà anh em thợ hoặc là người thích sưu tầm chế cháo làm những điều mình muốn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là một mẫu khoan cầm tay của nội địa Nhật các bạn. Đây. Đây các bạn. Đây là mẫu khoan Hitachi của Nhật. Thì khoan này thì nó gồm có hai chế độ là khoan sấy bình thường và khoan bê tông. Đây các bạn, nó nấm chỉnh khoan bê tông. Thì mình sẽ bung xả nó ra để giới thiệu các bạn biết là cấu tạo bên trong nó là gồm những gì, cách hoạt động thế nào, và khi hư hỏng sửa chữa thì mình cần kiểm tra những gì. Đây, mời các bạn theo dõi. Rồi, qua đây nhân vật chính. Thì nhân vật chính chúng ta hôm nay đó là một cái máy khoan Hitachi. Thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ bên ngoài, mình sẽ bung cái bên trong cho các bạn cùng xem, tìm hiểu cái cấu tạo của nó. Đây, thông tin của nhà sản xuất là khoan này tối đa sử dụng được là mũi 14 ly các bạn. Đó, khoan sắt mũi 14 ly thì rất là mạnh. Tại sao mà nó mạnh thì các loại khoan cầm tay thông thường của mình á, thì thông thường là cái đầu khoan này chỉ có tối đa 13 ly các bạn. Còn cái này là tới 16, 14 ly. Đó. Thì cái này là đồ Nhật bãi các bạn, đồ cũ á, cho nên là cái thông số nó bị phai mờ cũng hơi nhiều. Thì chỉ còn là vài thông số cơ bản thôi. Ví dụ như ở đây nó là 250 vòng một phút là tốc độ cái đầu ra của mũi khoan các bạn. Đó. Mình chỉ còn nhà hãng sản xuất là Hitachi, mình chỉ còn thông số bao nhiêu thôi. Đây. Ngoài ra thì cấu hình máy còn nguyên dạng, đầu là chưa gơ lắc các bạn. Đó. Cái thụt ra thụt vô này là tại vì nó có chế độ khoan búa các bạn, cho nên khi mình chỉnh sang chế độ khoan búa thì nó sẽ ví dụ như thế này. Đó các bạn, chỉnh chế độ khoan búa sau khi mình quay nó sẽ thụt ra thụt vô này. Đó. Còn bình thường nếu mà khoan sắt gỗ bình thường thì không cần phải chỉnh chế độ búa. Đó, thì nó chỉ trơn tru thế này thôi. Khoan búa là để dành khoan bê tông các bạn. Thì nếu mà anh em thợ mà đã khoan bê tông rồi thì chắc chắn là phải biết chế độ đó. Đó. Thì rồi mình sẽ bung cấu tạo bên trong cho các bạn cùng tham khảo ha. Thì cũng như là các clip trước, cái máy nội địa Nhật là họ thường là họ đúc nguyên một khối liền. Đấy các bạn, đúc nguyên một khối liền luôn, là chỉ và họ chỉ chừa những cái chỗ mà mình cần thao tác thôi. Ví dụ như cái phần đuôi này là cần có thao tác về điện nè, về ấu điện, công tắc này kia đó, thì họ sẽ chừa cho mình một cái nắp gồm có 4 ốc. Thì mình đã tháo ra trước 3 con rồi, còn đem một con để mình tháo ra cho nó lẹ để tránh mất thời gian các bạn. Đây, đây là cấu tạo bên trong của phần đuôi của cái máy khoan. Thì cũng cấu tạo cũng là chung đơn giản các bạn. Thì điện nguồn đi vào 100V, thì một nhánh nó sẽ đi vào cái công tắc của mình. Đầu ra công tắc sẽ đi vào cái cuộn của động cơ. Rồi. Thì máy này nó không có tụ các bạn. Thì ở đây có tạo. Đây là cái chổi than của rotor.
hai bên là hai cuộn than các bạn, hai cái than các bạn. Đó. Than. Thì đây là cái lõi, cái cổ góp của Goto. Đây là cái cuộn của Sato các bạn. Đó. Đây là cái cuộn đồng của Goto luôn. Nó rất là to các bạn. Tại cái máy này mình nghĩ chắc là tuổi thọ nó cũng rất là lâu rồi, cho nên là những bộ phận bên trong nhìn nó rất là cũ. Mình từ mình lúc mình mua về tới giờ mình cũng không có vệ sinh mấy cái này luôn, mình chỉ xịt sơ sơ rồi mình tha mỡ bò, tha dầu nhớt chứ thôi. Đó. À, đây là phần điện. Thì cái đuôi này cũng có một cái dòng bi các bạn. Đó, có cái bạc đạn trong đây. Rồi. Thì cái máy này mình mua mình may mắn là cái khẩu góp của Goto nó vẫn còn rất là đẹp các bạn. Chưa bị mòn khuyết sâu vào. Thì có nghĩa là máy này xài rất là ít. Đó. Đó là phần điện, phần đuôi của cái máy. Thì lên tới cái phần đầu. Đầu là cơ cấu chuyển động các bạn. Đây. Thì chỗ này nó có một cái cần chỉnh chế độ. Đây. Thì chế độ nghĩa là hồi nãy mình đã nói đó, là máy khoan này nó có hai chế độ là khoan sắt, khoan sấy bình thường và khoan sắt, khoan gỗ. Còn một chế độ thứ hai đó là khoan chỉnh sang khoan bê tông. Khoan bê tông là nó sẽ có chế độ là búa. Mình chỉnh cho hết. Đó. Có chế độ là búa. Cái này. Thì đây có cần chỉnh chế độ. Dạ bên đây trong này nó sẽ có cơ cấu nhông để là thay đổi hai số chuyền từ Goto ra cái trục chính. Mình tháo luôn. Phần đầu này thì nó có 4 con ốc nha bạn. 4 con nhưng mình tháo sẵn trước hai con rồi. Thì mình nói bên đây trước. Thì đây là cái trục của Goto các bạn. Đó. Ngắn nhỏ vậy thôi. Đó. Đây. Thì phần đầu họ sẽ làm gen, làm găng. Gồm có 7 găng nha các bạn. Đó. Thì ở đây có một cái bạc thao. Cái bạc thao này, bạc thao thì có một dụng cũng giống như bạc đạn dòng bi với các bạn. Nhưng mà nó loại vật liệu chống mài mòn. Nó sẽ trượt trực tiếp ở trên cái đầu nhông bên đây. Đây các bạn. Các bạn thấy rõ không ạ? Thì cái đầu nhông đây sẽ trượt trực tiếp lên cái bạc thao đó, không cần bạc đạn. Thì cái nhông đầu tiên, cái nhông đầu tiên là nhông bắt trực tiếp với cái Goto các bạn. Thì nó nhông này mình đoán cũng là khoảng số găng khoảng gấp 3 tới 4 lần cái số găng của cái Goto. Cho nên đây là hệ số truyền giảm. Hệ số gì? Truyền giảm đó là tốc độ của Goto nó sẽ lớn hơn tốc độ của cái trục của nhông này. Đó, đây là nhà cấp thứ nhất. Rồi. Sau khi vô cái nhông này, mình xin lỗi là cái phần cụm này mình tháo chưa được các bạn. Đó. Thì cái đầu ga của cái nhông này nó cũng có gen.
mờ quá. Nó cũng có ghen, nó sẽ bắt với cái cụm nhông bên đây. Nhông bên đây sẽ bắt trực tiếp với cái đầu ra của cái máy phan. Các bạn, mình quay nè thấy nè. Thì đầu ra của cái nhông thứ hai này nó cũng có cái số găng nhỏ hơn cái số găng của cái trục chính. Cho nên hệ số chuyền nó sẽ giảm một lần nữa. Đó. Giảm một lần nữa. Thì có nghĩa là từ tốc độ của ô tô này nó sẽ qua hai cấp cấp nhông. Nó sẽ giảm tốc độ rất là nhiều. Và hệ số và cái mô bơm xoắn các bạn sẽ tăng lên. Bởi vì làm cho cái khoang mình nó rất là mạnh. Cái ô tô nó chỉ ngắn thế này thôi, nếu mình trừ mấy phần cánh quạt này kia luôn thì cái ô tô chừng 6 tới 7 cm thôi các bạn. Đó. Nhưng mà nó có thể kéo được cái mũi khoan là 14 ly. Đó. Và thấy khoan bê tông luôn các bạn. Rồi. Thì đây là cái hệ số chuyền của cái cơ cấu giảm tốc, cơ cấu chuyển động các bạn. Rồi. Thì tiếp theo đó là cái tại sao mà nó khoan bê tông được. Thì mình sẽ bung cái phần cái nút chuyển cơ cấu này. Thì ở đây nó cũng có 4 ốc nha các bạn. Nhưng mà nó tháo trước 2 con rồi. Để giảm thời gian các bạn. Nói về cái nấm dặn trước. Đây các bạn. Rồi. Hiện tại ở mình đang chỉnh ở chế độ là khoan sấy, là chỉ có khoan sắt khoan gỗ thôi các bạn. Thì cái chốt này nó nằm ở mức thấp nhất. Đó. Khi chuyển sang chế độ mà khoan bê tông mình xay nữa các bạn. Đó. Thì cái núm này ở mức, cái chốt này ở mức cao nhất. Rồi, thì công dụng của chốt này là làm gì? Thì mình để đây. Này. Mấy bạn thấy rõ không ạ? Thì trong này nó sẽ có gồm một, trên cái trục chính nó sẽ gồm một cái gảnh. Gồm cái gảnh. Khi mà chị chọn chế độ khoan sấy các bạn thì cái chốt đó nó sẽ không có khóa cái gảnh nó lại. Nên cái chốt trục khoan sẽ chạy bình thường, trơn tru bình thường. Đây. Và khi mà nó bị khóa cái chốt lại. Mình ví dụ cái này là cái chốt các bạn. Rồi. Thì cái giải thích sao ta? Thì cái vỏ cái này nè. Cái đầu cái chỗ này không phải là cái trục các bạn, nó chỉ là một cái để mình giải thích. Ví dụ đây là cái trục khoan. Cái trục khoan các bạn, trục chính bắt với mũi khoan đó, này là cái mũi khoan đi, trục chính cái trục của mũi khoan. Ở ngoài nó có một cái vỏ. Có một cái ống vỏ thế này. Đó. Khi mà mình không có khóa cái ống vỏ này lại á thì cái ống vỏ sẽ quay theo luôn. Cái ống vỏ quay theo cái trục của mũi khoan. Rồi, khi mình dặn cái núm khóa này chốt vào cái vỏ này thì cái vỏ này sẽ đứng yên. Cái mũi khoan ở trong nó sẽ quay. Rồi tại sao mà nó có chế độ mà lụp cụp mà để khoan bê tông? Thì ở trên cái vỏ này nó sẽ có những cái khía các bạn. Cái khía và trên cái trục này nó cũng có khía. Thì hai cái nó sẽ bắt với nhau.
Đó, nó khía, khi mà mình quay nó sẽ trượt lên trượt xuống, trượt lên trượt xuống thế này. Đó, làm cho mũi khoan mình nó bị giận sóng các bạn. Đó, cục vậy đó. Nó vô gà. Thì nhờ cái mà yoga như vậy á, thì khi mà khoan bê tông các bạn, nó cái mũi khoan nó vừa sấy vô tường mà nó vừa có dạng như là bị cái búa đóng vô cạch gì á, thì nó sẽ giúp mà ăn sâu vào được cái bê tông hoặc là sắt đá đó. Nếu các bạn khoan bê tông mà chỉ khoan sấy bình thường thôi thì rất là khó vô các bạn, phải khoan rất là cực, phải đè mạnh tay. Nè các bạn thấy cái vỏ nó có cái đường rãnh cái khớp không ạ? Đó. Khi không có khóa, không có bị chốt khóa lại khi mình quay cái này thì cái vỏ nó cũng quay theo luôn. Còn bây giờ mình khi mình khóa cái vỏ chụp nó lại. Đó các bạn. Thì cái vỏ chụp nó đứng yên và cái này nó sẽ chuyển qua chế độ là phân búa. Cái chế độ khoan búa này cũng rất là nhiều, mỗi hãng nó cũng có một cái cách làm khác nhau các bạn. Thì hãng này thì họ làm như thế này, còn nếu mà có điều kiện mình sẽ gã một cây khoan của Boss ra cho các bạn xem, thì nó sẽ có cấu tạo khác nhau, cấu tạo khác nữa, khác loại này nữa. Đó. Thì gì nữa ta? À rồi, tiếp theo cái thế mà cái cách mà sửa chữa hư hỏng hoặc là khắc phục sự cố khi mình mua tại bãi về. Cái clip quay clip này mình chỉ nói về cái mà mua máy cũ thôi các bạn, mua máy của nội địa Nhật á. Còn các bạn mà mua có khả năng á, các bạn mua máy mới hoặc là điện 220 của thị trường Việt Nam á, thì mình không nói các bạn, cái này mình chỉ dành riêng cho các bạn mà thích sưu tầm đồ nội địa, đồ căn ký thì nó giá rẻ thôi. Tiếp theo xin hướng dẫn các bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà dành riêng gửi đến các bạn là khi mà lựa mua những cái máy thế này ở bãi đồ cũ các bạn. Đó. Thì đầu tiên là cũng như các clip trước, thì đầu tiên mình gặp rất là khá đây này, thì mình sẽ kiểm tra xem cái đầu chụp này quay nó có trơn tru không, nó có bị kẹt hoặc là bị lọp cọp giống như là mẻ găng không. Đó, mình sẽ quay phần chụp này và mình sẽ lắc cái chụp này coi nó có bị gơ không, bị gơ nhiều không. Đó. Như máy này thì gơ rất là ít các bạn, hầu như là không có luôn, tại vì với lại một phần đó nhờ nhìn vào cái đuôi của cái rotor này mà biết được là cái máy này sử dụng rất ít đó. Rồi tiếp theo đó là cái phần điện, thì nếu mà cái máy, ví dụ cái máy này đi, thì ở đây nó có hai cái rãnh các bạn, các bạn có thể quan sát được là cái phần cái cổ góp bên trong, cổ góp của rotor các bạn, là nó có mòn nhiều hay không. Đó. Nếu mà cái này mà mòn ít thì các bạn cứ yên tâm, thì mòn ít có nghĩa là máy xài ít và than này vẫn còn rất là nhiều. Đó. Thì nói chung máy xài ít rồi thì cái gì nó cũng còn im hết, như bạc đạn này kia nó cũng im luôn. Đó. Rồi thì nếu mình nói máy xài ít như vậy thì nó cũng từ đầu thế, phần đuôi cũng thấy chưa cái hư gì thì tại sao người ta bán. Đó. Thì lúc mình mua nó là cái máy này nó bị kẹt công tắc các bạn, công tắc cái này nè, nó bị lỗi trong đây. Đó. Thì nó bị không biết sao mà nó bị gãy lò xo bên trong thôi, thì mình về mình kiểm tra, mình tháo cái cụm công tắc này ra mình sửa lại. Đó. Thì rất là im.
các bạn sử dụng rất là bình thường, ok. Thì đó là cái cách mình mua đồ Nhật bãi các bạn. Thì clip này mình nhắc lại là mình chỉ dành cho những người thích mà sưu tầm đồ nội địa Nhật các bạn. Thứ nhất vì giá nó rẻ, thứ hai vì đồ nó tốt. Nó chỉ có cái khuyết điểm đó là sử dụng điện 100V, nó không có hợp với thông dụng tại thị trường Việt Nam các bạn, tại Việt Nam thôi đó. Còn tất cả các phần còn lại là mình thấy là đều hoàn hảo, chất lượng là nó tốt hơn các loại máy có bán thị trường Việt Nam mình rất là nhiều các bạn đó. Thì máy này lúc trước cầm rất là nặng các bạn, 3-4 kg. Thì lúc trước mình mua nó cũng là đồ căng ký luôn đó. Thì một cây chứ tính ra cũng vài trăm trở lại thôi, mình không nhớ nó bao nhiêu nữa đó. Thì tất cả chức năng đều bình thường. Thì lúc trước mình tại sao mình mua khoan này, tại vì mình tính chế khoan bàn các bạn đó. Tại cái đầu trục, cái đầu này mũi 14 ly là ok, nó mạnh, máy mạnh. Cái phần thân này cũng là dễ dàng để mình kẹp vào cái giống như khoan bàn các bạn đó. Nó cái này cũng thẳng đứng đó nè, thì mình dựng vào cái chế khoan bàn rất là dễ. Nhưng tại mình không có thời gian cho nên mình chưa có làm được. Thì hôm nay mình ghi review như cấu tạo bên trong để cho các bạn có thích mà tìm tòi khám phá các bạn, thì để biết được cấu tạo bên trong cũng như là biết được cái cấu tạo của những loại máy mà thường sử dụng trong hộ gia đình mình, khoan mài cắt này kia đó. Thì video clip mình hôm nay đến đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thấy hay á, hoặc là muốn đón xem nhiều video clip á, mình chia sẻ hơn, thì các bạn có thể là đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được thông báo mới là khi mình có sản phẩm mới, clip máy mới á, thì các bạn có thể đón xem được sớm nhất. Vâng. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.